chuyên viên thính giác trị liệu lê vũ tận tình phục vụ quý đồng hương giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramata là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401 676 766. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, trong bản tin sáng ngày hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020, Thanh Huyền xin gửi đến quý khán giả những tin tức với các bản tin chính như sau. Các viện đại học ở Úc cần du học sinh trở lại học tập. Tại sao ngân hàng ABA muốn hối suất đồng Úc Kim ở mức thấp? Đảng tự do tại Tây Úc đã có lãnh tụ mới. Cơ hội thăng tiến cho nam giới rộng mở hơn so với nữ giới. Và sau đây, Thanh Huyền xin mời quý vị khán thính giả hãy cùng theo dõi phần tin chi tiết. Đầu tiên là tin giáo dục các viện đại học ở Úc cần du học sinh trở lại học tập. Theo nguồn tin nhật báo Sydney Morning Herald, thì các viện đại học Úc châu đang đẩy mạnh việc mở cửa cho du học sinh nước ngoài trở lại Úc để họ có thể nhập học vào đầu năm tới 2021. Một cuộc thăm dò cho thấy rằng khoảng 53% du học sinh có ý định thay đổi trường học nếu họ không thể trở lại Úc. Cũng theo cuộc thăm dò này thì tập thể du học sinh này có thể chuyển trường từ Úc sang Mỹ và Canada. Nhắc lại là trong ngành giáo dục đại học, tập thể du học sinh nước ngoài đã đóng góp cho nền kinh tế Úc châu mỗi năm khoảng 40 tỷ đô la. Và Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Dentien hồi tuần trước cũng đã kêu gọi các viện đại học tại Úc soạn thảo kế hoạch tiếp nhận du học sinh nước ngoài trở lại mà hạn chót cho kế hoạch này là vào cuối tháng 11 này. Vấn đề khó khăn hiện nay là làm thế nào để các tiểu bang có đủ khả năng để đón du học sinh trở lại và sống cách ly 14 ngày tại các khách sạn trong khi Hội đồng Nội các Quốc gia đang đặt ưu tiên hàng đầu là việc hồi hương công dân Úc từ nước ngoài trở về. Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao và Thương mại DFAT, thì trên 30.000 công dân Úc đang chờ đợi để được trở về Úc trước dịp Giáng sinh này. Viện Đại học Sydney cũng đã hoan nghênh đề nghị trước đây của Thủ hiến Gladys Berejiklian là muốn việc phân chia nhân số công dân Úc trở về được duyệt xét lại để New South Wales có khả năng tiếp nhận du học sinh trở lại và sống cách ly tại khách sạn trong 14 ngày. Các viện đại học Sydney, Melbourne và ANU cũng như hầu hết các viện đại học tại Úc đều mong mỏi có cơ hội tiếp nhận du học sinh nước ngoài trở lại. Mặc dù tất cả đều dự phóng là tổng số du học sinh nước ngoài trong năm tới 2021 sẽ thấp hơn rất nhiều so với thời gian tiền đại dịch. Theo nguồn tin từ Hiệp hội Giáo dục Quốc tế tại Úc thì chính phủ Anh Quốc và Canada mặc dù vẫn đang đối phó với tình trạng đại dịch trầm trọng hơn tại Úc nhưng cũng đã bắt đầu mở cửa biên giới, đặc biệt cho du học sinh nước ngoài, trong khi biên giới quốc gia của Úc thì vẫn đóng chặt cửa. Tin sinh hoạt kinh tế Tại sao ngân hàng ABA muốn hối suất đồng Úc Kim ở mức thấp? Theo nguồn tin Bloomberg News, thì Phó Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim ABA, tiến sĩ Guy Debel có nhận xét rằng, hối suất hoặc tỷ giá đồng Úc Kim so với đồng Mỹ Kim đã không gia tăng cao và do đó tạo ảnh hưởng tích cực cho nền kinh tế Úc Châu. Lý do của tình trạng hối suất thấp này có vẻ là vì thị trường tin rằng ngân hàng chữ kim ABA sẽ tiếp tục chương trình nới loãng định lượng gọi tắt là QE. Trong bài diễn văn trước sinh hoạt của Hiệp hội Kinh tế gia Thương trường Úc Châu, tiến sĩ DeBell đã nói rằng sinh hoạt của thị trường tài chính đang diễn tiến trên căn bản là ngân hàng chữ kim sẽ tiếp tục các biện pháp tài chính mà ngân hàng chữ kim đã phát động. Nhắc lại là sau khi chính phủ đã công bố ngân sách vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, thì Ngân hàng Chữ Kim Úc Châu đã lập tức giảm hạ lãi suất tiền mặt xuống mức thấp lịch sử từ 0.25% xuống còn 0.1% và đồng thời loan báo một kế hoạch nới loãng định lượng QE trị giá 100 tỷ đô la. Cũng theo lời của ông Devel, những biện pháp tiền tệ này của ngân hàng RBA tạo ra hiệu ứng tích cực và song hành với những biện pháp về thuế khóa và kinh tế của chính phủ. Tuy vậy, tiến sĩ Guy Bell cũng nhìn nhận rằng, một vài trái phiếu dài hạn và việc tăng giá trong hối suất giữa đồng Úc Kim và đồng Mỹ Kim trong tháng 11 là vì có nhiều tin tức tích cực trong việc chạy đua tìm một vaccine hữu hiệu và an toàn. Tuy nhiên, nhìn chung thì tiến sĩ Guy Debell tin rằng, niềm tin đã được phục hồi nhưng sự kích hoạt của nền kinh tế có thể sẽ không đồng đều. Tin từ Tây Úc, Đảng Tự Do đã có lãnh tụ mới Tiếp theo việc từ chức bất ngờ của lãnh tụ Đảng Tự Do Quốc gia tại Tây Úc, Đảng Tự do đã nhóm họp và đã cử một dân biểu trẻ mới chỉ có 33 tuổi và đang phục vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên là ông Jack Kirkup để làm lãnh tụ đảng đối lập. Tuy chỉ là một dân biểu trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng ông Jack Kirkup không phải là không có kinh nghiệm chính trường, vì ông đã từng làm cố vấn cho cựu thủ hiến đảng tự do Colin Barnett. Ông Jack Kirkup đã đắc cử mà không có đối thủ và phó lãnh tụ của đảng tự do cũng là một nữ dân biểu trẻ, chỉ mới bước chân vào nghị trường vào năm 2014, đó là bà Libby Matheson. Đây là một cặp bài trùng tương đối trẻ nhưng có nhiều nhiệt huyết và quyết tâm tạo dựng cơ hội cho Liên Đảng Tự do Quốc gia đang ở một vị thế vô cùng bất lợi. Bất lợi thứ nhất là vì thủ hiến lao động Mark McGowan cũng như tất cả các thủ hiến đang cầm quyền hiện đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cử tri. Và điểm bất lợi thứ nhì là sau cuộc bầu cử lần trước, Đảng Tự do này chỉ còn 13 ghế trong tổng số 59 ghế tại Hạ viện tiểu bang sau khi đắc cử lãnh tụ mới của Đảng Tự do tuyên bố. Trong vấn đề phòng chống đại dịch COVID-19, không có sự phân biệt giữa Đảng Tự do hay Đảng Lao động, mà chỉ có một thực thể duy nhất là tiểu bang Tây Úc. Ngoài ra, tân lãnh tụ Đảng Tự do cũng đã chỉ trích lãnh tụ Đảng Lao động là đã không minh bạch công khai về các cố vấn y tế liên quan đến đại dịch, một điều mà Đảng Tự do sẽ không bao giờ làm. Tin đời sống xã hội Cơ hội thăng tiến cho nam giới rộng mở hơn so với nữ giới theo kết quả của một cuộc nghiên cứu tại Úc, nhiều nam giới làm việc trong lĩnh vực kinh tế tài chính đã được thăng chức hoặc tăng lương mà không cần tự đề xuất. Trong khi đó, phụ nữ nếu muốn được thăng tiến trong cùng lĩnh vực này thì cần phải đấu tranh. Nghiên cứu được thực hiện bởi công ty Andre Investment Management và Đại học Quốc gia ANU tại Canberra đối với 2.000 chuyên gia trong ngành tài chính. Kết quả cho thấy có đến 76% nam giới đã được đề cử thăng chức ít nhất một lần mà không cần yêu cầu. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ đạt mức 57% ở nữ giới. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho biết nữ giới chỉ có thể được thăng chức khi họ yêu cầu hoặc đề xuất với cấp trên. Đây được xem là một định kiến và bất bình đẳng giữa lợi ích của nam giới và nữ giới trong nghề nghiệp ở lĩnh vực kinh tế tại quốc gia này. Bronwyn Whiting, một trong những cộng sự tham gia thực hiện nghiên cứu và đồng thời cũng là giảng viên tại Đại học Quốc gia ANU cho biết, phát hiện này cho thấy những điều kiện tốt trong công việc thường rộng mở cho nam giới hơn so với nữ giới. Mặc dù Úc Châu là một trong những quốc gia đã đạt được một số thành công trong việc giải quyết bất bình đẳng giới. Trong một báo cáo của công ty tư vấn Kearney được công bố vào năm nay cũng đã cho thấy, nước Úc đứng đầu trong số các quốc gia như Anh, Mỹ và Ấn Độ về tỷ lệ nữ nghị sĩ và nữ thành viên hội đồng quản trị trong số 100 doanh nghiệp hàng đầu của đất nước. Tuy nhiên, kết quả của cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng cách về bất bình đẳng giữa nam và nữ vẫn còn tồn tại. Ngoài ra trên thực tế, trung bình các nhà quản lý nam có mức thu nhập nhiều hơn gấp đôi so với các nhà quản lý là nữ giới. Theo một nghiên cứu vào năm 2019, tỷ lệ chênh lệch trung bình giữa mức lương của nam giới và nữ giới ở Úc là 14%. Ngoài ra nghiên cứu lần này cũng chỉ ra khi phụ nữ yêu cầu tăng lương hoặc thăng chức thì mức độ hồi đáp của các nhà lãnh đạo đối với phụ nữ và nam giới là như nhau. Tuy nhiên, các công ty lại tự động mở ra nhiều điều kiện thăng tiến hơn cho nhân sự là nam giới. Bang giao quốc tế, nước Úc hoan nghênh Trung Quốc tham gia hiệp định CPTPP. Trong bối cảnh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng trong nhiều vấn đề, thì việc bày tỏ sự ủng hộ Trung Quốc gia nhập hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP là động thái cho thấy Úc Châu đang chìa cánh ô lưu cho Trung Quốc. Theo nhật báo The Australian Financial Review, thì bộ trưởng thương mại Simon Birmingham đã xác nhận là Úc Châu hoan nghênh một số quốc gia trên thế giới tham gia hiệp định CPTPP. Ông Simon Birmingham khẳng định CPTPP là một diễn đàn mở là nơi các thành viên mới sẽ được tham gia khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cao của hiệp định và nhận được sự đồng thuận của các thành viên khác. Mặc dù bộ trưởng Simon Birmingham không trực tiếp nhắc đến Trung Quốc, song tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nghị sĩ Ted O'Brien, người đang chủ trì một ủy ban điều tra của Quốc hội Úc về việc mở rộng thành viên của hiệp định này, cho biết rằng các quốc gia muốn tham gia hiệp định này nên tương tác với tất cả các thành viên của CPTPP trước khi đưa ra yêu cầu chính thức. Ông Ted O'Brien đồng thời khẳng định, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham rất hoan nghênh người đồng cấp Trung Quốc gọi điện thoại để thảo luận về ý tưởng này. Trong bối cảnh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, việc Úc Châu ủng hộ Trung Quốc tham gia CPTPP là một hành động thiện chí, thể hiện nỗ lực muốn hạ nhiệt từ camera. Mặc dù vào lúc này vẫn chưa rõ việc nước Úc thể hiện sự ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP có đủ để khiến Trung Quốc nguôi ngoai hay không. Dòng trong bối cảnh Trung Quốc đang cần thêm các bạn hàng mới thì việc tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Khu vực là một sự lựa chọn khôn ngoan. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm nay.